ngành y tế đã nỗ lực góp phần giúp tỉnh Hưng Yên thoát nhanh khỏi cuộc chiến với đại dịch COVID-19 và có sự trưởng thành vượt bậc trong thời gian qua. Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khi đến chúc mừng ngành y tế tỉnh Hưng Yên trong sáng nay nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023. Tặng hoa chúc mừng ngành y tế tỉnh Hưng Yên dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định đây là một trong số ít nghề được xã hội trân quý, gọi với danh xưng là thầy. Đảng và nhà nước luôn ghi nhận, tri ân những đóng góp của những chiến sĩ áo trắng đối với việc chăm lo bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Đây là những đóng góp thầm lặng, thậm chí có không ít sự hy sinh, cống hiến. Cái thế và lực của ngành y của chúng ta đã được cải thiện hơn rất nhiều. Nghe những đánh giá của lãnh đạo Bộ Y tế về sự đổi mới và phát triển y tế của tỉnh Hưng Yên của chúng ta, tôi cũng rất phấn khởi. Kể cả cơ sở vật chất về kỹ thuật khám chữa bệnh của chúng ta, cái hệ thống y tế cơ sở phủ rộng cùng với việc chăm lo phát triển đội ngũ y bác sĩ ở cơ sở cũng là điều kiện rất là quan trọng giúp chúng ta cải thiện cái chất lượng dịch vụ y tế cung cấp cho người dân. Đại dịch COVID-19 qua đi, chúng ta thấy là chúng ta cả hệ thống y tế cùng với cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, chúng ta vào cuộc rất là quyết liệt và chúng ta đã xuất hiện những cái tấm gương tận tụy, gương mẫu, hy sinh ở tuyến đầu để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân và được nhân dân cũng như là lãnh đạo tỉnh hết sức là ghi nhận và đánh giá cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, toàn ngành y tế tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất là tình yêu nghề, vun bồi y đức, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu và sẽ có sự đột phá, hiện đại hóa để phát triển đi lên ngang tầm cả nước.